Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel review đồ chính hãng của CityWatt nhé. Hôm nay mình sẽ đem về cho anh em một chiếc T-Shirt phong khúc Paris, một dòng sản phẩm phải nói là cực kỳ nổi tiếng và thịnh hành trong thời gian vừa qua. Một doanh số bán hàng cực kỳ là khủng khiếp và mang đến cho một thương hiệu T-Shirt phải nói là cực kỳ thành công trong năm vừa qua. Đây là em T-Shirt Paris với tông màu là Ice Blue, là một trong những cái màu mà hiện tại đang cực kỳ là hot trend tại Việt Nam. Và đây, mình chính ngày hôm nay các bạn. Em T-Shirt Paris với màu Ice Blue hay còn gọi là màu xanh băng đó các bạn, rất là đẹp. Đó, sản phẩm là mình sản phẩm mới 100% full box ha, đầy đủ full box new, sổ thẻ bảo hành 5 năm. Em này thì có mã số là T137 ha, 407113510. Đó, em này giá ngoài hãng khá là cao và giá mình mang về cho anh em thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời ha. Xíu nữa mình sẽ tiết lộ và bây giờ mình sẽ đi vào nhân vật chính ngày hôm nay. Em này thì thiết kế phần cây size khá là gọn các bạn, size em này chỉ có tầm 40 thôi, 40 độ dày thì chưa tới 10 ly, rất là ok. Đó, và chiều dài lớp xuống lớp của em này thì nó dao động chỉ khoảng tầm là 45-46 thì nó sẽ vừa tay như những anh em có tay trung bình. Nói chung là tay người Việt, anh em nào mà lên tay chiếc này thì mình cảm giác nó đều vừa vặn hết các bạn. Vì size này size chuẩn rồi, size 40 là size chuẩn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ xin phép lên tay thử cho anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng nha. Em này với cái màu xanh xanh băng đẹp tuyệt vời các bạn. Ice Blue, nghe tên là nhìn thấy cuốn rồi. Và đặc biệt em này thì hiện tại đang có một người hot, đó là Hiếu thứ hai đeo và da chắc chắn rồi. Những sản phẩm đẹp và hợp lý thì luôn luôn sẽ được những ngôi sao săn đón. Và chiếc này thì những anh em nào mà thích thì chắc chắn sẽ bế về ngay các bạn, vì giá hiện tại mình sale cũng khá là tiết kiệm luôn. Giá đâu đó lên quanh khoảng 14,5 triệu ha. Mức giá phải nói cực kỳ là hời. Và nó thiết kế một cái là đẹp mắt, chính là cái phần vân. Đó, vân mình caro vuông này các bạn. Đó, và đặc biệt cái màu chính là cái màu cực kỳ là cuốn luôn. Màu đây hiện tại là cái màu Ice Blue, một trong những cái màu hiện tại đang rất là hot. Và tóc không riêng gì dòng T-shirt mà tất cả những cái dòng đều có cái màu Ice Blue, đều trở nên hot hết. Màu này nó rất là độc và đẹp. Đó, và đặc trưng của dòng Paris thì thiết kế dạng Pierget thì em cũng đã biết rồi. Một thiết kế đặc trưng và rất là sang. Khi em lên tay cái kiểu này nó rất là sang các bạn nha. Phần tay và phần vỏ này nó đánh phay xước này, đó đánh phay xước. Về phần viền benzen thì nó sẽ đánh phay bóng và với được nhô phần này lên, tạo ra một cái gì đó, một cái thấu kính nhìn cực kỳ tuyệt vời. Kính em này sẽ là kính sapphire. Đó, chống trầy hoàn hảo ha. Logo T-shirt 1853, góc 12 giờ, ô lịch ngày tiện lợi gần góc 3 giờ. Cùng với đó dòng chữ Paris với cỗ máy Powermatic 80 trữ danh, chữ có 80 tiếng, sử dụng tẹt ga gần 3 ngày các bạn. Và dòng sản phẩm này chắc chắn rồi, Swissmax sản xuất tại Thụy Sĩ ha, nên em yên tâm, sản phẩm bên mình thì mới 100% đi full box và chính hãng nha. Đó, dây em này thì mình đánh giá cực kỳ là cao dòng Paris rồi, mình giới thiệu rất là nhiều rồi. Em này thì mình cũng giới thiệu qua phần dây thôi, dây vỏ thì không có gì ngoài lệ. Dây được làm khá là nhuyễn và mềm. Cái này thì có khắc logo của T-Shirt 1853 trên cái phần dây. Và sử dụng một cái dây dạng khóa bọc, khóa bướm, bấm rất là tiện lợi hai bên, khá là liền lạc. Tiếp theo sẽ là của máy Powermatic 80, đây chính là cái điểm cộng và trên cái chiếc Paris này. Của máy rất là mạnh mẽ ha. Của máy này là của máy đời mới Hitachi Carbon nè, máy với 23 chân kính và 28.800 vòng trên phút, tần số dao động. Kính sapphire. Trong nước em này thì được cái là trong nước khá là khủng các bạn, trong nước 100m đối với một T-Shirt thì thường thường là trong nước chỉ đâu đó lên quanh khoảng 30 thôi. Nhưng đối với dòng Paris này nó có một điểm cộng, cho nên là chống nước được tới 100m. Đó, anh em rửa tay đi mưa ok thoải mái luôn. Em này thì nó có cái phần dây, cái phần hai phần ốc này anh em dễ dàng tháo và thay dây. Đây là một điểm cộng lên dòng Paris, anh em có thể dễ dàng đổ qua dây thép và dây da hoặc là dây cao su khá là tiện lợi nha. Đó, Paris hiện tại thì nó có sự phối về phần dây khá là tiện lợi luôn. Rồi, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, em Paris Ice Blue, một trong những cái màu hot trend và cực kỳ là đẹp. Tên dòng T-shirt nói riêng và tất cả dòng sản phẩm hiện nay nói chung thì ở đây là một trong những siêu phẩm mà mình đánh giá là đang cực kỳ là ăn khách. Anh em nào mà chưa sở hữu thì hãy liên hệ ngay số line mình 0938777214 hoa, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo để mình tư vấn để đặt mua em này ngay. Số lượng rất có hạn và đơn đặt hàng hiện tại khá là nhiều, mình tranh thủ review để có thể giao hàng cho khách luôn. Ok, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể xem những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng lên nhé. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.